Đẹp thôi chưa đủ, đi thi hoa hậu quốc tế phải có thật may mắn bảo kê. Chửi kinh khủng khiếp, mà cuộc đời Tiên chưa bao giờ mà Tiên bị chửi nhiều đến như vậy. Giám đốc catwalk và người dạy nhảy cho tụi mình á, thì anh đó anh nghĩ anh nói là trời, tao tưởng là mày sẽ đoạt giải này không, nhưng mà không sao, mày rất là tỏa sáng và mày rất là chuyên nghiệp. Nhắc đến hoa hậu, điều đầu tiên là phải đẹp, thuận mắt số đông, sau đó là tri thức, kỹ năng được trau dồi kỹ lưỡng. Nhưng lại có những nàng hậu hội tụ đủ các yếu tố, nhưng lại bị thần may mắn bỏ quên, để khi họ kết thúc cuộc hành trình nhan sắc tại đấu trường quốc tế, đều khiến phần sắc đẹp phải tiếc nuối. Em phải thiên sao mọi người sẽ cảm thấy là, ủa sao bà này không thành giải hoa hậu, giám khảo không bị gì không, lý do là sao, em phải thiên sao mà cho người ta cảm thấy em tiếc nuối, hoặc là em qua hoa hậu thì em phải xứng đáng. Điển hình như Minh Tú, hẳn đã có quá nhiều bài viết đưa tin Minh Tú khi cô dừng chân tại top 10 Miss Spring National. Điều đáng nói ở đây chính là thời điểm đó chỉ mới đặt chân đến đất khách quê người, Minh Tú lại khiến công chúng Việt Nam vô cùng vui mừng khi được một trang tin chuyên bình luận về nhan sắc dự đoán sẽ là đương kim hoa hậu của cuộc thi Miss Spring National 2018. Nhưng Minh Tú không phải out top vì thực lực, mà vì một người Việt nặc danh đã nhắn tin tới ban tổ chức tố Minh Tú mua giải. Không những thế, người này còn tung tin Minh Tú bôi xấu danh dự các thí sinh khác. Cho đến bây giờ, ước mơ mang vinh quang về cho nước nhà của Minh Tú vẫn còn dang dở, và cô đang nỗ lực truyền kinh nghiệm lại cho các thế hệ sau như Đỗ Hà, Thùy Tiên thay mình hoàn thành. Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng rơi vào tình thế như Minh Tú khi bị chính người Việt tố cô mua giải. Thậm chí số tiền bỏ ra lên tới 900.000 USD. Bên cạnh đó có tài khoản còn đăng tải đoạn clip Thùy Tiên xé giấy nợ, làm xấu hình ảnh của cô. Cái lúc mà cái sự việc nó diễn ra nó rất là tệ. Và từ đó mình mới hiểu được cái hậu quả của cái việc là cái việc nóng tính mà nó không đúng chỗ nó ảnh hưởng tới mình như thế nào. Nhưng may mắn rằng Mr. Nagwat không quan tâm đến vấn đề này, và ông vẫn muốn tìm một cô gái sẵn sàng làm việc, lại xinh đẹp giỏi giang, và Thùy Tiên của Việt Nam lại có đủ. Và giờ đây cô gái này đã và đang có một nhiệm kỳ như cô đã hứa, một nhiệm kỳ khiến Việt Nam tự hào với hàng loạt hình ảnh đẹp và những hoạt động có ý nghĩa. Phương Khánh là cô gái mang vương miện quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam, nhưng cô lại bị lãng quên. Đến giờ fan của nàng hậu vẫn tiếc nuối cho cô vào thời điểm ấy. Đó là một cuộc thi, chỉ có 4 cuộc thi lớn nhất thế giới. Thì anh 87 nước, em nghĩ nếu như em có tiền giải thì 87 nước kia nó đã mua trước em rồi. Phạm Hương cũng là một trong số các nàng hậu bị thần may mắn bỏ quên. Thời điểm năm 2015 đến với Miss Universe, với tất cả lý tưởng, kỹ năng, mỗi lần lên sân khấu, Phạm Hương đều tỏa sáng và để lại dấu ấn. Nhưng đáng tiếc cô lại không thể đặt chân vào top 15. Thời điểm Phạm Hương áo top, cộng đồng fan sắc đẹp cũng có một thời gian dài sang chấn tâm lý. Một mình với 9 vali, tự đẩy lại, gọi là tự lấy vali xuống, hai tay đẩy, mỗi bên là 3 cái và một cái là lấy chân. Đi tới đâu mình phải đá tới đó. Thời điểm Miss World 2015 diễn ra, với giải thưởng People's Choice, Lan Khuê đáng lý được vào thẳng vòng thi ứng xử cùng top 5 để tìm ra ngôi vị hoa hậu. Nhưng cô không có cơ hội đó. Tuy nhiên, trên sân khấu chung kết Miss World 2015, giải thưởng được công bố ngay sau top 10 bán kết. Vì thế, đại diện Việt Nam chỉ góp mặt trong top 11 mà không được tiến sâu hơn tới vòng thi ứng xử. Vẫn chưa rõ lý do ban tổ chức Miss World bất ngờ thay đổi thể lệ so với những gì đã công bố. Dương Trương Thiên Lý cũng như Lan Khuê chiến thắng giải People's Choice để đặt cách vào top 15, nhưng ban giám khảo đã thay đổi quyết định sau đó vì cho rằng như vậy thiếu công bằng với các thí sinh khác. Cô được đánh giá là đối thủ đáng gờm vì có nhan sắc hài hòa cùng vốn tiếng Anh tốt cũng như lối ứng xử thông minh. Tham gia Hoa hậu Trái đất 2016, dù có số điểm được cho là cao hơn đại diện của Mỹ, Corinne Stelakis, nhưng nam em vẫn không được ban tổ chức chọn thay thế vị trí Á hậu 3, Hoa hậu Lửa, khi người đẹp Brazil bị chốt ngôi. Sau đêm chung kết, bảng điểm cũng được các chuyên trang nhan sắc tiết lộ. Nam em, đại diện Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 5. Cũng từ thông tin trên mà khán giả lại đặt dấu chấm hỏi vì sao đại diện Mỹ lại được chọn thay thế mà không phải là Việt Nam, khi Corinne Stelakis được cho là có số điểm chỉ xếp thứ 6. Dù đã đặt những bước chân đến rất gần với vương miện của các cuộc thi quốc tế tầm cỡ thế giới, nhưng nhiều người đẹp kém may mắn gặp các sự cố đáng tiếc mà bỏ lỡ cơ hội đem vinh quang về cho Việt Nam. Thùy Tiên may mắn hơn trong số các cô gái đi thi quốc tế, gặp ồn ào nhưng không làm lung lay lý tưởng và đã mang về chiếc vương miện danh giá cho Việt Nam. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!